Bây giờ cùng tiếp tục học bài 23 tương với phần 5 bài 19 quyển 2. 第23课. Trước tiên là từ loại, chủng loại. Chủng. Chủng. Loại đó. Nà chủng. Nà chủng. Loại người đó. Nà chủng rến. Nà chủng rến. Loại này. Trở chủng. Trở chủng. Loại áo phao này. Trở chủng ủy rung phú. Trở chủng ủy rung phú. Loại áo phao này vừa hay hợp. Trở chủng ủy rung phú trần hứa sử. Trở chủng ủy rung phú trần hứa sử. Loại áo phao này bạn thế nào? Trở chủng ủy rung phú tấm mắm mải. Trở chủng ủy rung phú tấm mắm mải. Một chiếc 400 tệ. Ý chiên sư bái khoai. Ý chiên sư bái khoai chén. Quá đắt rồi. Thải quẩy lợ. Rẻ một chút đi. Phén ý điểm bà. 200 thế nào? 200怎么样? 200 quá ít rồi, không bán. 200太少了，不卖. Bây giờ là từ chiết khấu, giảm giá. 打折. 打. 打. 折. 折. 打折. 打折. Giảm giá 20%. Ở đây sẽ nói thành chiết khấu xong còn 80%. Hãy nghe và nhắc lại. 打八折. 打八折. 折. 打八折. 打八折. Tương tự giảm giá 10%, còn 90%. 打九折. 打九折. Giảm giá 40%. 打六折. 打六折. Giảm giá 90%. 打一折. 打一折. Hãy nhắc lại, giảm giá 20%. 打八折. 打八折. Có thể giảm giá 20%. 可以打八折. 可以打八折. Hãy nhắc lại, loại áo phao này bạn thế nào? 这种羽绒服怎么卖? 这种羽绒服怎么卖? Một chiếc 400 tệ. 一件400块. 一件400块钱. Quá đắt rồi, rẻ một chút đi. 太贵了,便宜一点吧. 200怎么样? 200怎么样? 200 quá ít rồi,không bán. 200太少了,不卖.
có thể giảm 20%. 可以打八折. 可以打八折. Bạn trả 320 đi. 你给320吧. 你给320吧. 300 được hay không? 300行不行? Cũng có thể nói là 300好不好? Bán cho bạn đấy, nguyên văn là cho bạn đi. Kế nỉ bà. Kế nỉ bà. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sủi cảo, màn thầu, bánh bao, mì sợi. Giáo zi, màn thầu, bao zi, miền thiếu. Nhân viên giao dịch. Yến dễ yến. Số điện thoại. Điện thoại hảo mã. Tương đối dễ, dễ hơn. Bí chào rúng ý. Lá trà. Trái dễ. Lâu lắm không gặp. Hào chiều bú chiền. Ảnh của cả nhà. Chuyên gia đờ trào phiền. Luật sư. Lý sư. Rất yên tĩnh. Hẳn an tĩnh. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh và điện sư truy. Đang nghe game bài khóa mà. Hãy dùng trần để nhấn mạnh hơn. Trần thiên khở vấn lù yên nè. Dì cô. Ai ý. Một phần báo thanh niên. Ý phần chinh niên bảo. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa? Dùa phê chi hay sử hồ chơ? Cái áo phao này vừa tốt vừa rẻ. Trên diện ủy rung phú yêu hào yêu bình yi. Thử một chút dĩ nhiên là được. Sự sự đương nhiên có thể. Quá béo rồi, quá rộng rồi. Thải phấy lọ. Lại thử một chút, thử thêm một chút. Zài sư sư. Zài sư sư. Đẹp mắt, dễ nhìn. Hào khăn. Có loại gầy một chút không? Có loại nhỏ một chút không? Yǒu mí yǒu shòu yí diǎn de. Vừa hay hợp. Zhèng hě shì. Loại này có thể giảm 20%. Zhè zhǒng kě yí dǎ bà zhě.